đứng trên, đứng trên bé luôn. Con tên là gì, ở đâu và làm gì? Dạ thưa cha, con tên là Bảo Thiên, con ở quận 3. Chúng con là nhà báo ạ. Đây là một nhà báo, con làm báo nào con biết không? Dạ con, chúng con làm báo Thanh Niên. Đây là một phóng viên, một người làm nhà báo Thanh Niên tên là Bảo Thiên. Con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người. Dạ thưa cha, trước hết đó là con được ơn quan trọng này. Con đã bỏ Chúa 11 năm. Con bao nhiêu tuổi? Dạ thưa cha, con 36 tuổi. 36 tuổi bỏ Chúa 11 năm rồi. Làm sao con bỏ và chưa gì xảy ra, con chia sẻ cho mọi người con được ơn quay về với Chúa như thế nào? Dạ thưa cha, đó là con đi làm báo xong thấy con say mê nghề nghiệp, rồi con làm những cái mảng nội chính, rồi con theo viết thì con không còn nhớ đến Chúa, con quên mất mình là người Công giáo, con không còn đi lễ hoặc là cầu nguyện đọc kinh gì hết. Tới xong từ lúc mà sự nghiệp của con đang là thăng hoa nhất thì Chúa gửi cho con một cái biến cố, đó là có bé này ngoài sự mong muốn của con. Thì lúc đó thì bố của bé lại là công an, thì hai gia đình không thể nào mà cho cưới nhau được. Thì lúc đó con cũng cầu nguyện để cho xin giữ lại bố cho bé, nhưng mà lời cầu nguyện không đẹp lòng Chúa, cho nên là Chúa đã để cho con nuôi con một mình từ lúc bé một nhỏ cho tới bây giờ. Mà dạ, bé bây giờ là 6 tuổi, mà trong lúc từ 0 tới 3 tuổi là thời gian ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Thì người ta co giật một hai lần là người ta đã rất là nguy hiểm. Bé co giật một đêm tới 5 lần. Mà nhờ lời cầu nguyện cho nên Chúa vẫn cho bé được an toàn cho tới bây giờ. Bé, con tên là gì? Dạ, con tên là Bảo Anh. Bảo Anh mấy tuổi? Dạ, 6 tuổi. Con học lớp mấy? Con học lớp 2. Lớp? Lá 2. Rồi nhờ đâu mà con quay về với Chúa? Sau 11 năm con đã quên Chúa, bỏ Chúa. Dạ, đó là lúc mà sau này con mới nghỉ làm báo. Bởi vì là cái môi trường đó đã làm cho con không thể giữ được đạo, không giữ được mình nữa. Cho nên là con bị thất nghiệp mất 2 tháng. Trước lúc con làm báo thì bất cứ doanh nghiệp nào cũng mời con qua làm với mức lương rất là cao. Nhưng mà lúc con quyết định nghỉ, xong khi con rải đơn khắp nơi thì không có nơi nào nhận con hết. Trong vòng 2 tháng đó là hai mẹ con không có tiền ăn, không có gì. Hai mẹ con không nhà, thậm chí cái nhà con đang thuê người ta cũng tới, người ta đòi lại, không có gì hết. Con chỉ biết bám vào Chúa. Lúc đó con thấy con đã có lỗi rồi. Thì đúng ngày 13 tháng 10 là Đức Mẹ dẫn con về, con xin tội. Và từ lúc con xin tội xong là Chúa chọn cho con một công việc khác. Còn tùy vời gấp mấy lần công việc thì trước đây con đã làm, và lương rất là khá, bồi thường là việc rất là tốt. Hallelujah! Hallelujah! Lần sau con biết giáo điểm của mình hôm nay, con đến đây với tư cách là một người đã từng làm báo, một phóng viên của một tờ báo cũng nổi tiếng là báo Thanh Niên. Con làm với đó là bao nhiêu năm rồi? Thưa cha, con làm 10 năm. 10 năm, con quyết định con rời bỏ cái nghiệp đó và chấp nhận là 2 tháng hoàn toàn thất nghiệp. Chấp nhận là tất cả những doanh nghiệp, tất cả những công ty ngày xưa là ta chạy đến với phóng viên để ta bỏ mình hết. Và chấp nhận là nuôi con của mình. Một người mẹ độc thân nuôi đứa con không cơm, không nhà, không cửa, tất cả không. Chỉ có một cái duy nhất có, đó là chỉ có một cái duy nhất là Chúa. Và làm sao con biết được giáo điểm tin mừng hôm nay con đến đây làm chứng cho Chúa? Thực ra thì con là fan của cha từ rất là lâu. Nhưng mà từ lúc vào thời gian con sinh con á, thì con không còn biết kiến thức gì về cha nữa. Thế sau lúc mà con bận con tính kiếm cha, thì còn tự nhiên con gặp một người. Cái bà đó nói với con là đừng có kiếm cha Long nữa, bởi vì tất cả những nhân chứng đó đều là sắp xếp. Đừng có tin nữa, cũng đừng có đi nữa. Mà bà đó là người có đạo, thì tự nhiên con Satan nó cũng xuống kiếm con, thì tự nhiên con tin. Thế sau này lúc mà ba mẹ con ở ngoài Bắc á, thì tự nhiên ở ngoài Bắc mà chạy vô đây đi lòng thương xót, cho nên bắt đầu con mới biết là cha đã về đây. Và con đã tới đây thì lần này lần thứ 5. Và con thấy là những lời bạn đã nói như thế nào? Dạ thưa cha, đó là hoàn toàn bịa đặt ạ. Hallelujah! Chưa thấy chẳng có lạ, Phaolô và Barnaba đi loan báo tin mừng. Người ta cũng vu khống, người ta cũng mạng lị, người ta cũng ném đá, và người ta đòi giết chết Phaolô và Barnaba. Lý do là vì Phaolô và Barnaba, Chúa ban cho được ơn làm những điều lạ lùng, và càng thấy những điều lạ lùng thì người ta càng quay trở lại. Và ngày xưa, cách đây cả hơn 2000 năm, người ta dở cái trò đó là mạng lị, là vu khống, là phỉ báng.
là không chấp nhận những điều lạ lùng mà Chúa thực hiện ngày hôm nay cũng thế thôi, có gì lạ đâu. Tôi nghe tôi chẳng thấy gì lạ, vì đó là chuyện bình thường. Một bên là ánh sáng, một bên là Thiên Chúa, một bên là điều thiện, một bên là điều ác. Cho nên những người ở trong bóng tối, những người đi theo điều ác, những người đi theo ma quỷ thì ma quỷ Satan họ xúi nó, điều khiển nó, mặc dù họ là người Công giáo chỉ có trên danh nghĩa thôi, nhưng mà họ, những người Công giáo ấy là những người mà rước voi về giày mồ, người ta gọi là không phải là giáo dân mà là giáo gian. Họ không có đón nhận lòng thương xót Chúa, họ phủ nhận quyền năng lòng thương xót Chúa. Họ có quyền ghét tôi, họ có quyền chê tôi, họ có quyền giết tôi, nhưng không có quyền phủ nhận quyền năng lòng thương xót của Chúa. Hai cái khác nhau. Cá nhân tôi, anh chị em có quyền ghét bỏ, mà tôi cũng rất đáng ghét. Cá nhân tôi, anh chị em có quyền khinh chê, vì tôi cũng rất đáng khinh chê. Cá nhân tôi, anh chị em có quyền ghét án, vì tôi cũng là người rất tội lỗi. Nhưng mà không được phép phủ nhận quyền năng lòng thương xót của Chúa. Cái đó tôi sẽ bảo vệ cho đến cùng, chết thì tôi cũng bảo vệ cái đó. Tôi có chết, tôi có chịu sỉ nhục, tôi có bị ném đá giống như Phaolô Barnabà, tôi chấp nhận. Nhưng không ai được phép phủ nhận rằng đây là quyền năng lòng thương xót Chúa, đây là bàn tay của Chúa, đây là sức mạnh của Chúa, đây là lòng thương xót của Chúa đang xuống trên thế giới này, đang xuống trên những con người này và đang thể hiện tại giáo điểm tin mừng này. Không tin thì đến mà xem. Cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn sách con đường tín thác, để con tín thác vào Chúa như con đã chấp nhận thử thách gian truân. Và đây là tâm thư lòng nhân hậu của cha, móc khóa lòng Chúa thương xót, móc khóa lòng Chúa thương xót cho bé. Và đây là tràng chuỗi cho con, đây cho đeo cho con bé. Rồi xin Chúa chúc lành cho hai mẹ con của chúng con ra về với nhà. Hallelujah. Thưa anh chị em, còn rất nhiều bàn tay đưa lên để làm chứng.